FKO Thu Quỳnh Dương ơi, xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, xin giới thiệu một cái mẫu Hyundai i10 sedan 2 đầu. Một cái mẫu Hyundai i10 và cái dòng xe này rất tiết kiệm xăng. Một cái dòng xe có thể mua về gia đình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ. Nếu anh chị và các bạn trong đô thị muốn chạy dịch vụ trong đô thị thì cái mẫu xe Hyundai i10 này rất là thuận tiện. Cái dòng xe nó form nó nhỏ, ngắn xe, tham gia giao thông rất là linh hoạt. Dòng này sử dụng máy động cơ rất là tiết kiệm xăng. Một cái mẫu xe sản xuất 2015, rất là cứng xe và đẹp, còn rất là đẹp luôn anh chị và các bạn. Đến thời điểm hiện tại em Khanh xin cam kết tới anh chị và các bạn, xe hoàn toàn không lâm va tai nạn gì cả, không ngập nước. Xe phân vỏ rất đẹp, nước sơn zin còn rất nhiều, cột keo chỉ còn chuẩn, máy zin. Mấy cái mẫu xe này thì anh chị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại là 0943622261 hoặc xem xe trực tiếp tại Kinh Môn Hải Dương nhé, tại cửa hàng Auto Kinh Khanh Hải Dương và bên em Khanh nằm trên đường 38 thị xã Kinh Môn Hải Dương để kiểm tra trực tiếp cái mẫu xe này. Xe rất đẹp luôn anh chị và các bạn, khẳng định với anh chị và các bạn nhé, xe rất là cứng xe. Thì một cái dòng Hyundai này đi rất lành, rất là nhiều bền luôn anh chị và các bạn. Phụ tùng thay thế thì rẻ. Nó sơn zin còn rất nhiều anh chị và các bạn nhé, gầm bệ chắc nịch, lốp lăm nó còn rất là mới, khả năng sử dụng còn rất là nhiều. Đây, chị và các bạn có thể nhìn thấy này, phần vỏ rất là đẹp luôn, gầm bệ chắc nịch. Em nhìn này, còn hệ thống đèn nó sử dụng đèn halogen. Đây, mình nhìn về đầu trước này thấy này, không có một cái dấu hiệu đâm va nào cả, toàn bộ đèn còn nguyên bản theo xe. Form dáng thì cũng về đầu trước của chiếc xe thì form dáng nó cũng giống như là cái i10 hatchback thôi, form hatchback thôi. Đấy, còn về sau thì nó có cái đuôi sau, nó có hai đầu nên là nhìn khác mẫu như vậy. Còn về đầu trước thì nó không khác thì form của chiếc i10 hatchback cả, form rất là đẹp. Một cái dòng xe có thể nói là cũng khá là rẻ tiền, rồi 2015 giá cao nhưng giá chỉ có trên 200 thôi. Mẫu xe cho anh chị và các bạn mua về chạy dịch vụ taxi thì cực kỳ là kinh tế. Xe rất là đẹp luôn chị quản nhé. Hiện tại mẫu xe đang mang tên tư nhân và khi được ra tên nó cũng rất là thuận cho anh chị và các bạn. Thì đây, bên trong nội thất anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được, nội thất còn rất là mới. Tổng thành bên ngoài thì như còn rất là mới rồi và nó sơn zin rất nhiều. Thì về bên trong của chiếc xe thì nội thất nó cũng còn rất là đẹp và chiếc xe được giữ gìn khá là tốt rồi chị và các bạn. Tất cả trang thiết bị đều hoạt động tốt cả nhé. Đây này, ốc áp là còn nguyên bản này, đây hoàn toàn là chưa có tháo gì cả. Cột keo chỉ là rất là chuẩn, không hề mất phân nào nhé. Đây, khoang sau cũng vậy, khoang sau là nhìn này, da bọc ghế nó còn rất là đẹp, nhìn rất đẹp luôn nhé. Đấy, đằng sau thì ghế sau thì cũng có cái giá để cốc này và cái tì đây này. Đấy, rất là thuận cho mình ngồi khi ngồi sau xe này đi sử dụng. Ở mẫu xe là về anh chị và các bạn thì việc sẵn sử dụng nhé. Mẫu xe là đẹp đến thời điểm hiện tại và đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi nên là anh chị và các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Sau xe nhìn rất là đẹp, một cái mẫu xe nhỏ gọn cho cái dòng sedan này.
Rồi. Đây là có cả lớp sơ cua đầy đủ theo xe nha anh chị các bạn nhé. Đây này. Đấy, rất là thuận cho anh chị các bạn khi đi xa này. Còn về cốp này không có dấu hiệu gì đâm va cả. Rồi mình nhìn đây toàn bộ hệ thống đèn nó còn nguyên bản cho xe nhé. Còn có nguyên bản cho xe. Đấy, keo chỉ là chuẩn. Rất là chuẩn luôn, không mất hề mất phần keo chỉ nào. Đây ạ. À. Ở dưới này cũng vậy. Đây, khóa này hoàn toàn nó không có dấu hiệu bị cậy nhé. Đèn toàn bộ là đèn xịn nhé, đèn xịn cho xe này mình nhìn thấy không có dấu hiệu bị tháo gì cả, không hề có dấu hiệu bị tháo. Gầm bệ rất là chắc, không có một cái dấu hiệu đâm va nào cả. Cái đồ thay thế của cái dòng Hyundai i10 này nó cũng rất là rẻ luôn, và tại hiện tại ở Việt Nam rất là nhiều. Mình có vào gara thì mình cũng không phải lo lắng, không phải chờ đợi gì cả, không mất thời gian chờ đợi và phụ tùng nó không có đắt đỏ. Còn cái dòng xe này đi rất lành, thật sự đảm bảo với anh chị các bạn là xe đi rất lành luôn. Máy thì bền, rất là bền, và có thể nói rằng là một cái dòng xe máy đi rất lành. Đấy, những dòng xe tải như Hyundai, xe tải những chiếc xe mà đang chuộng, rất là chuộng tại Việt Nam. Đồ cũng như là phụ tùng cũng như là máy móc của chiếc xe rất là bền và lành. Thì về cái dòng những cái dòng xe ô tô con này thì Hyundai cũng được đăng là trong những cái dòng xe mà bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Nó có như rất là nhiều điểm mạnh, một chiếc xe đi form dáng rất đẹp, cộng thêm là phụ tùng thay thế rẻ và giá thành nó cũng rất là phải chăng. Còn đây là một cái mẫu xe có thể nói là rất là phù hợp cho mình chạy dịch vụ tại các đô thị. Thật sự nó rất là gì hợp lý. Một cái mẫu xe sedan cỡ nhỏ. Và em sẽ đè luôn cho anh chị và các bạn xem. Đấy, xe cực kỳ là chất luôn anh chị và các bạn. Máy rất là êm nhá. Ngồi trong xe này rất êm luôn. Đấy, vòng tua thì ổn định này, không hề có một cái lỗ nhỏ nào. Tay lái trợ lực rất là nhẹ. Đấy, có thể nói là rất là nhẹ luôn. Màn hình cam nùi là thuận tiện và có cả định vị nhé. Đây, nhìn này, định vị này. Tần số rất là đẹp. Đây, tần số rồi vô lăng này còn rất là đẹp nhé. Nó chỉ hơi bóng bóng một chút thôi chứ chưa bị mòn nhé. Đó, mình thấy đấy. Trần rất đẹp rồi anh chị các bạn nhé. Đời 2015 thì nó là đời cao, vẫn còn khá là cao nên là tất cả chất lượng nó còn rất là tốt. Chiếc xe được chủ xe người ta giữ gìn khá là tốt nên là đến thời điểm bây giờ nhìn nó còn khá đẹp. Nhưng mà tổng thanh nâng hạ kính là toàn bộ bằng điện và gương toàn bộ bằng điện rồi nhé. Đây mình nhìn này, tổng thanh nâng hạ kính này, rồi toàn bộ bằng điện, nó lên xuống rất là mượt. Đó anh chị thấy đấy, nó lên xuống rất là mượt. Rồi gạt mưa này. Đó, gạt mưa rất ổn định, rất là mượt luôn. Còn bây giờ xin mời anh chị các bạn cùng em kiểm tra cái động cơ của cái mẫu xe này nhé. Cái động cơ rất là tiết kiệm xăng luôn, đi rất lành, bền nữa, thật sự rất là bền. Vâng, đây anh chị các bạn thấy không, nó sử dụng cái động cơ có 1.2 thôi. Một cái mẫu xe sedan mà sử dụng động cơ có 1.2 thôi thì mức tiêu hao của nó có thể nói là mức tiêu hao thực sự là rất ít. Nó chỉ rơi đâu đó vào dưới 5 lít hoặc là tầm 5 lít trên 100 km một chút thôi. Còn mức tiêu hao của nó là kinh tế. Còn mình tiếp tục mình nhìn phần máy thì mình thấy một chiếc máy còn zin đét đèn luôn, chỉ gọi là máy rất êm nhá, một cái máy rất là êm. Đấy, chắc chắn và êm ái. Và tiếp tục mình nhìn này, phần khoang động cơ hoàn toàn là không có một cái dấu hiệu đâm va nào. Không hề có một cái dấu hiệu đâm va nào nhé. Đấy, và keo chỉ rất là chuẩn luôn. Ok rồi, khoang động cơ, toàn bộ cái phần nắp capo này không có dấu hiệu bị tháo gì cả. Vâng, với một chiếc Hyundai i10 sedan
một cái mẫu xe đến sản xuất 2015 trang bị số sàn, còn một cái dòng xe sedan cỡ nhỏ tiết kiệm xăng với một chiếc xe rất là đẹp đời 2015 và giá thành chỉ trên 200 thôi. Cho anh chị và các bạn mua về gia đình sử dụng hoặc là mua chạy dịch vụ trong đô thị cực kỳ được kinh tế và hợp lý nhé. Anh chị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại 0943 62 61, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương để kiểm tra cái mẫu xe này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để luôn nhận được cái mẫu xe mới nhất mà cửa hàng giới thiệu tới anh chị và các bạn hàng ngày. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.